không phải quay, anh coi sạc có thứ rõ hơn lắm. Quay trong video rất rõ này. Em lại đây mà thấy này, thấy cái cuộn này, cái cuộn máu ảnh 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 lên. Để cho sáng nó, để cho từ từ để cho sáng thì nó. Ôi là hả? Đây 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 đây. Thấy không? Có thấy rõ không đây? Thấy rồi. Đây này. Đây đấy cái ảnh 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 đấy này. Đó cái ảnh ôi rắn ra hết. Để cho sáng thì nó. Cũng nhận là nhìn sáng thì tính cũng ừ, nhiều. Nên nhìn có bao mắt thương này đó. Để camera soi. Chị về chị đến đâu? Cái vùng giống vùng kim loại á. Ừ đúng đó, y chang rồi luôn. Check hết rồi. Hôm đi lôi ra trôn cà phê mới biết. Những cà phê này. Thật bất ngờ. Hôm nay mới để ý thấy mấy bữa mình uống cà phê này. Đấy không biết là cà phê đất Việt hay là cà phê Trung Nguyên gì nữa. Kinh khủng. Anh em hãy nhìn thấy cái này. Mình sạc thì thấy rõ rồi.